Xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em lại có một số những cái giỏ lan rất là đẹp luôn gửi tới các bác yêu lan. Giá rẻ nhá các bác nhá. Đầu tiên lên các bác là combo hai giỏ này. Môi tua phi đẹp vàng này. Phi đẹp vàng đang lụ nhá, thân to đùng luôn. Thân to như ngón tay cái này. Có hai thân đang lụ nhá, còn những thân ngắn thì rất là nhiều luôn. Hai giỏ này mã số 1 là các bác nào mua để cho các bác 150.000 nhá. 150.000 nhá. Hai giỏ. Đây là giò môi tua này. Môi tua thì hoa rất là đẹp. Môi tua hoa vàng. Và phi điệp thì hoa vàng nhá. Mã số 1 là 150. Combo 2 giò nhá. Số 2 này. Phi điệp tím tổ chua này. Tổ chua này. Rất nhiều thân luôn. 3 6 9 12 13 14 thân. Hơn chục thân nhá. Hơn chục thân luôn, vừa ngắn vừa dài. 150.000 đồng. Phi điệp tím tổ chùa cho mã số 2. Tiếp theo đây các bác một giò lan. Đó là kiều siêu tím nhá các bác nhá. Kiều siêu tím này. Như này nhá. Mầm gốc đang lên này, đấy. Kiều siêu tím này mã số 3. 250.000 đồng. Cho mã số 3 nhé. Kiểu siêu tím. Số 4 này. Vẫn là kiểu siêu tím này. 280.000 đồng cho mã số 4. Đây. Đây mầm đang lên. Đấy. Rất là nhiều thân nhé. Hoa tím ngắt nha các bác nhé. Cho mã số 4. Tiếp theo. Mời các bác đến với giò đùi gà nguyên bản nhá, giò đùi gà nguyên bản và nhà em ghép thêm một dề ý ngọc. Đây các bác nhá. Khóm trên khóm dưới là đùi gà, còn khóm giữa là nhà em ghép thêm ý ngọc nhá các bác nhá. Mã số 5 là 350.000 đồng. Đùi gà cộng với lại ghép thêm một dài 5 cây trắng ý ngọc các bạn. 201 là 350.000 đồng. 350 các bạn nhé. Cho mã số 5, số 6 này. Số 6 là một giò dáng hơn vui trồn, hàng đã thuần rất là lâu rồi. 4 cây. Cái dòng này nó đẻ nhé các bạn. Đây hoa năm vừa rồi này. Hoa của năm vừa rồi nha các bạn nhé. Mã số 6 chồn Lai Châu 180.000 đồng. Chồn Lai Châu cho mã số 6. Số 7 đây. Vẫn là chồn Lai Châu là 4 cây. 4 cây này thì to hơn các bác nhé. Mã số 7 chồn Lai Châu 220.000 đồng cho mã số 7. Số 8 này. Số 8 chồn Lai Châu. Đấy cái vòi hoa của nó các bác ơi. Vòi hoa năm rồi này. Mỗi cây hai vòi luôn. Nhưng mà nó là bây giờ nó đang có quả nhá các bác nhá. Các bác muốn mua quả về, muốn mua về xong là để quả nó già xong các bác gieo. Đấy. Hai cây như này nhá các bác nhá. 220.000 đồng. Cho mã số 8 nhá. Cây này thì nó to hơn nhiều các bạn. Vậy mà nó đắt hơn nhá. Mã số 9 này. Mã số 9 chồn hai cây như này. Đấy cái vòi hoa của nó năm vừa rồi này. Mỗi cây hai vòi luôn. Vòi này thì cây đẹp này, hai cây đẹp này. Đấy. Mã số 9 chồn Lai Châu 220.000 đồng. 220 cho mã số 9 các bác nhá. Số 10 này. Đây có một cây rất là VIP luôn các bác này. Đấy. Cây đẹp luôn nhá. Đấy cái vòi hoa của nó năm nay. Năm ngoái là độc cây này nó ba vòi hoa luôn. Cái dòng chồn Lai Châu nó say hoa lắm và nó đặc biệt là nó hoa rất là đẹp. Như này nhá, ba cây. Có
một cây bé, một cây nhỡ và một cây to. 230.000. 230.000 các bác nhá. Cho mã số số 10 đi. Mã số 10 230 nhá. Mười một là mời bác đến một giò kiều vàng nhá, kiều vàng mã số 11 như này nhá, đây bộ rễ ở đó đằng sau đây các bác nhá, mã số 11 kiều vàng 300.000 đồng, 300 cho mã số 11 nhá. Mười hai là một giò hạc vĩ nhá, một giò hạc vĩ như này nhá, một giò hạc vĩ như này, mã số 12 220.000 đồng, hạc vĩ Lan Châu. Mười ba tam bảo sắc ba cây xếp đứng này nhá, mã số 13 dáng hương tam bảo sắc 200.000 đồng. Cái dòng nó xếp thì này nó thành đất hơn một tí. Mười bốn nha các bác nhá, tam bảo sắc tiếp nhá, dáng hương tam bảo sắc Lai Châu mã số 14 200.000 đồng, mã số 14 200. Mười lăm nhá, tam bảo sắc cộng với hồ điệp nhá, hồ điệp rừng, đây em có một cây hồ điệp này, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, năm cây hồ điệp rừng và một, hai, ba, bốn, năm cây tam bảo sắc, năm hồ điệp và năm tam bảo sắc nhá, 150.000 đồng, 150.000 đồng, hồ điệp rừng, tam bảo sắc. Cho mã số 14 nhá. 15 này, một trụ kiều vuông lộc bắc hàng rừng nhá, hàng rừng bộ rễ nó thuần thì các bác là yên tâm, nó quá thuần đấy. Giò này thì nó sẽ cho hoa vào dịp Tết đấy các bác, cho hoa vào dịp Tết nhá, toàn thân hoa, đây là những thân hoa nhá các bác nhá, còn mầm gốc thì đang bắt đầu thấy lên này, đang bắt đầu thấy đâm chồi lẩy lọc. Nói chung cái dòng này thì nó cứ đủ tuổi và nó sẽ xuống hoa, à xuống lá nó cho hoa nhá. 350.000 đồng cho mã số 14 kiều vuông độc bắc rừng nhá, hàng rừng nhá. Đấy, thuần đây này thì các bác về là các bác yên tâm. Cho mã số 14. Mã số 15 này, giò này thực sự cái lũa nó quá đẹp, lũa lũa tổ ong này, lũa lũa tổ ong nhá. Mã số 15 kiều vuông lộc bắc 280.000 đồng cho mã số 15 nhá, hàng thuần như thế này nhá. Đấy, các bác xem bộ rễ của nó này, nó lá, cái thân của nó già thì nó sẽ xuống lá và nó sẽ cho hoa nhá. Đấy, dòng này thì kiều vuông này sẽ cho hoa vào dịp Tết đấy các bác. 280 cho mã số 15 nhá. Tiếp theo nhá, 16 là một giò hai đuôi công đang lụ đẹp nhá, đang giò này rất là nhiều lụ luôn, đang có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 giò này đang 6 lụ các bác nhá, đang 6 lụ, giò này 350.000 đồng các bác nhá, cho mã số 16 hai đuôi công. Giò hai này rất nhiều thân luôn các bác, mã số 16 các bác nhá. Mã số 17 này, hai đuôi công, đang có một bông này. Mã số 17, hai đuôi công, 180.000 đồng.
18 này. Kiều vàng nhá, mã số 18 nhá. Bộ rễ của nó thì các bác yên tâm. Mã số 18 280.000 đồng kiều vàng. Mã số 18. Đấy, bộ rễ nó quá thuần luôn này. Mười chín nhá, hai cây chồn như này nhá, vòi hoa của năm vừa rồi đấy các bác nhá. Mã số 19 chồn Nai Châu 220.000 đồng cho mã số 19. Hai mươi nhá, đen rô đỏ các bác nhá, đen rô hoa đỏ. Bây giờ ra hoa vào dịp Tết, các bác nào mà có điều kiện chơi cái giò này mà hoa lở đúng dịp Tết thì thôi rồi. Cái dòng này cho hoa Tết các bác nhá, 1.200.000 đồng. Đen rô đỏ 1.200.000. Tiếp theo một giò lâm canh trắng Phú Thọ đồi 45 thân 250.000 đồng cho mã số 20 nha các bác nhé, mã số 20. Đúng, vừa rồi là những cái giỏ lan có tại vườn, rất mong được sự ủng hộ của cô chính trị. Các bác đặt hàng liên hệ số điện thoại là 0963 875 403. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác.